Rồi, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube này nha. Thì hôm nay mình có một cặp mâm rider full hai đĩa trước sau cần chia lại cho anh em ha. Thì lúc trước thì cặp mâm rider này thì được gắn trên chiếc Sa chia hai thị, Sa chia đầu dẹp anh em. Thì bây giờ mới gắn lên có vài ngày thôi, tháo xuống này, tháo xuống để đổi thành cặp bánh mâm Sa chia 206, Sa chia 5 cây á. Rồi bây giờ dư ra cái cặp mâm Raider này, cặp mâm Raider này thì còn rất là đẹp nha anh em. Đây, còn đĩa trên theo xe luôn nè, gắn trên mâm luôn nè, còn rất là dày ha, hình về chưa có mòn. Tại vì trong cái chai có nhiêu đâu mà anh em. Này, anh em coi ha. Rồi để mình bắt cái đèn nó cho sáng anh em. Rồi đây anh em coi. Rất là đẹp nha anh em. Đĩa gì cui luôn nè, chưa có mòn bao nhiêu chứ. Rồi, đây là mâm trước. Còn về rất là đẹp nha anh em. Đây còn sẵn mặt đạn luôn nè. Rồi, mình sẽ chia lại cho anh em nào cần mua gì gắn xe ha, gắn xe quay xe gì đó, anh em cần độ chế gì đó thì anh em lấy về. Thì cặp mâm này để lại với giá anh em là giá 1 triệu nha anh em. Rồi, giá 1 triệu thì anh em được thì anh em liên hệ qua Facebook của mình, có đường link trên YouTube đó, em coi anh em liên hệ ha. Rồi, cặp mâm này hiện tại thì ở Vĩnh Long nha anh em, ở trung tâm thành phố Vĩnh Long, cần thì liên hệ mình sẽ gửi cho anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều.